Helen xin chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh Helen Food Garden. Thì chỉ còn có vài ngày nữa là bước sang năm mới, năm Giáp Thìn 2024. Thì trước tiên Helen xin kính chúc cho tất cả cô chú anh chị trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ có một mùa xuân dồi dào sức khỏe nè, vạn sự như ý nha, làm ăn phát tài. Thì hôm nay Helen sẽ quay cái khung cảnh nhà của Helen cho cô chú anh chị xem, là Helen hiện giờ đang ở thành phố Fayetteville, tiểu bang North Carolina nha. Hiện giờ thời tiết cũng rất là lạnh luôn. Ban đêm còn có 28 tới 30 độ thôi, ban ngày có 40 mấy độ thôi. Rất là lạnh nha cô chú anh chị. Thì mỗi năm xuân về Tết đến thì ở Việt Nam mình lúc nào cũng nhộn nhịp đông vui, còn ở Mỹ thì ai cũng đi làm. Nhưng mà mình phải nhớ cái Tết cổ truyền, thì Helen làm cái gì cho không khí Tết trong nhà mình để mình có cái niềm vui á. Thì bữa nay Helen sẽ quay cho cô chú anh chị xem là Helen đang có rất là nhiều mai cúc họ Hương nè, trổ rất là đẹp luôn nha. Thì anh nông dân trang trí nhà cửa chút chút để đón một cái Tết sum vầy trong gia đình của mình nha. Đó thì Helen sẽ quay cho cô chú anh chị xem. Đây, anh nông dân lúc nào cũng decorate trong nhà như nhớ lại cái ngày xưa đó. Đây cho cô chú anh chị xem nè. Đi một vòng nha, làm cũng rất là công phu nha cô chú anh chị. Thì mình muốn một cái Tết vui vẻ thì mình làm, chứ thật sự qua Tết rồi dọn dẹp cũng rất là mệt. Đây nông dân chân dọn là nhớ là cái cổ truyền ngày xưa của Việt Nam mình đó. Đó Helen quay xuống cái giàn mai của Helen cúc họ Hương nè. Nhưng mà từ đây tới chủ nhật thì mới Tết. Nếu mà cô chú anh chị nào muốn một cây mai cúc họ Hương ngay Tết Việt Nam thì nhớ liên lạc cho Helen nha. Tại vì hiện bây giờ mai cũng còn được vài cây mà nở rất là đẹp luôn, bông rồi nụ cũng rất là nhiều. Thì cô chú anh chị liên lạc cho Helen qua số điện thoại là 910-583-6102. Thì Helen nhắc lại một lần nữa nha, số điện thoại của Helen là 910-583-6102. Thì từ đây tới chủ nhật á, Helen có thể ship cho cô chú anh chị được nha, overnight là tới mình. Để mình có một cây mai chân Tết thì Helen còn chừng khoảng một ít ít thôi, còn những cây nhỏ thì Helen cũng sắp sold out hết rồi. Nói chung là cũng có duyên với lại cô chú anh chị Hương á, ủng hộ rất là nhiều. Đó thì những cái cây mai này là Helen cho nó trổ ngay Tết luôn. Có một số bông nó trổ nè cô chú anh chị ơi, cúc họ Hương rất là đẹp luôn nha. Đây đi một vòng nha. Đó Helen cũng có mua mấy cái chậu cúc này nè, trưng cho nó đẹp nha. Đó cô chú anh chị thấy cái mai mà cúc họ Hương là mê dữ lắm, vàng rực rỡ luôn. Hiện bây giờ là bên trong Helen không có mở đèn đó, mà nhìn cái bông nó rực rỡ luôn. Cô chú anh chị ơi coi anh nông dân nè, decorate thấp cừu dữ lắm luôn. Anh nông dân nói decorate giống cái đường Nguyễn Huệ đó cô chú anh chị, Helen cũng không có rành nữa. Đó đây nè, từ ở dưới lên trên, áo dài của Việt Nam nè, trên chiếc nón này nha cô chú anh chị, thấy thương ghê không? Đó anh nông dân tỉ mỉ tẩn mẩn từ sáng tới chiều, cái ăn chút làm cũng rất là công phu, lâu lắm cô chú anh chị ơi mới xong nha. Đây xây qua đây cho tất cả mọi người xem. À, cây tắc của Helen nè, trái chín quá chừng luôn, ngay Tết Việt Nam luôn. Thì năm nay á, tắc Helen nè cũng có một ít thì chia sẻ hết rồi, rất là nhiều cô chú anh chị hỏi Helen. Nói chung là cái mùa này á, là không có phải ngay mùa hè cho nên tắc á, nó không có nhiều cô chú anh chị ơi. Nếu mà Helen ép được ngay Tết là Helen chia sẻ rất là nhiều, nhưng mà không có được, tại vì đi trịch cái mùa đó cho nên mình không có cây tắc mình chân Tết. Thì có rất là nhiều cô chú anh chị gọi cho Helen mỗi ngày mà đâu có đâu mà Helen chia sẻ. Nếu mà có là Helen chia sẻ rồi đó. Đi qua đây một vòng nha. Đó. Cô chú anh chị ơi mai đẹp dữ lắm luôn á, nhìn cái bông mai là mình cảm thấy cái mùa xuân đến rồi. Đây còn những cái cây mà quá chừng nụ luôn. Đây là anh trưng là nào là nôm, nào là hồ lô nè. Đó. Cái này là anh đi anh lựa rất là lâu luôn.
đi tới một vòng cho cô chú anh chị xem nha. Đây Tết là anh nói là anh trưng lá dứa nữa, kêu anh dọn dẹp thì anh nông dân nói thôi để trưng luôn cho đẹp đó. Những cái chậu lá dứa của Helen nè, chuẩn bị cho mùa hè nè cô chú anh chị thấy không, quá trời xum xê. Helen bảo đảm lá dứa này rất là thơm luôn nha. Đó Helen đã vô chậu là 3 ga lông hết trơn rồi nè. Những cây lá cách anh nông dân chiết trong cái mùa đông mà nó sống rồi nha cô chú anh chị, rất là tươi luôn nè. Hả, có nắng mà ấm ấm thì là những cái cây của mình nó thơm màu xanh đẹp lắm. Đây cái bụi lá dứa này là hình ăn không có hết luôn. Helen có một chậu này là biết bao nhiêu năm rồi đó, để ở trong nhà ngay cửa sau của Helen là rất là mê luôn nha cô chú anh chị. Cho nên á, mình trồng lá dứa là mình phải biết ý nó, chứ không biết ý là cây lá dứa nó dễ chết lắm. Đó, xanh mướt luôn, lá dứa này là thơm cực kỳ luôn. Mình dò thử một chút xíu, mình để lên cái tay mình một hồi vẫn còn thơm nha. Thì Helen sẽ chuẩn bị những cái chậu lá dứa này tới mùa hè là chia sẻ cho cô chú anh chị nào gọi cho Helen trước là được những cái chậu này nè, coi xanh mướt luôn nè. Dân mới vừa thay chậu luôn nha, hồi lúc trước là 1 ga lông thì bây giờ thay ra 3 ga lông mà nó xanh mướt luôn á, ở trong nhà mà nó tươi vậy đó. Thì bữa nay Helen cũng chưng bông, chưng trái cây rồi lên bàn Phật hết rồi. Những cái trái cây đó là Helen order từ Tình Nồng đó, thì chia sẻ cho cô chú anh chị trên cái kênh YouTube của Helen mấy ngày nay. Đó, những cái trái mãng cầu rất là bự luôn nha. Đó, những trái xoài, những trái bưởi luôn. Tình Nồng bán trái cây rất là tươi nha cô chú anh chị. Thì năm nào tới dịp Tết này Tình Nồng cũng chia sẻ rất là nhiều loại mãng cầu để cho cô chú anh chị trưng 3 ngày Tết. Thì Helen chỉ order bên Tình Nồng thôi, chứ ngoài ra là Helen không có mua chỗ nào khác hơn hết. Tại vì bên Tình Nồng bán trái cây rất là tươi, làm rất là kỹ, gửi cho tới cô chú anh chị trưng á, không có bị bầm dập hay là bị đen gì hết trơn á, cho nên Helen rất là thích trái cây bên Tình Nồng. Đó, quay xuống đây nè, Helen cũng chưng dưa hấu nè, bưởi đồ sẵn sàng hết, mãng cầu nè, nói cho cô chú anh chị xem. Thì 3 ngày Tết thì mình nhớ lại cái Tết cổ truyền của Việt Nam mình, thì mình làm cho nó có không khí Tết vậy, chứ bên Mỹ thì ai cũng bận đi làm hết cô chú anh chị ơi. Đây, anh đi mua những cái xe về dán lên upgrade. Đó, cô chú anh chị ơi thấy vui lắm nha. Đó, coi nè, mai cúc thọ hương coi nè, bông rất là đẹp luôn, nụ còn xum xê luôn nha. Ở những cây đại lộc của Helen nè cũng sắp sửa có nở hoa rồi nè cô chú anh chị. Thì bên Helen chia sẻ từ đây tới thứ sáu, thì cô chú anh chị nếu mà thấy cái video này thì gọi cho Helen, Helen ship overnight tới tận nhà luôn, một đêm tới sáng là mình có mai để mình trưng rồi. Helen quay cho cô chú anh chị xem cái bông của nó nè, rất là rực rỡ luôn. Mai cúc họ Hương đẹp hơn là mai của ngày xưa mà mình trồng ở trong vườn của mình. Qua chừng nụ luôn, nụ đặc cành luôn nha, từ ở dưới gốc lên tới ngọn luôn đó. Coi cúc họ Hương là mê lắm. Coi nó vàng rực rỡ luôn, bông rất là nhiều nha cô chú anh chị. Coi nè, nhìn cái bông cúc họ Hương là mình đã thích nó vàng như là bông nghệ vậy đó. Đó, rồi nhiều cánh hay là ít cánh là do mình chăm sóc những cô chú anh chị, vì mình ở bên tiểu bang lạnh cho nên mình không có thể nào mà giống như Việt Nam được hết. Thì nó nở như vậy là quý dữ lắm luôn rồi đó. Là Helen decorate cái nhà của mình nha. Thì Helen cũng có gói một vài đòn bánh tét rồi vài cái bánh ít. Helen cũng nói chung là siêng lắm cô chú anh chị ơi, không có quên cái Tết cổ truyền của Việt Nam mình ngày xưa. Ở dưới miền Tây á, là mùa Tết á, là hay làm bánh mứt nè, rồi gói bánh chưng, bánh tét, bánh ít nha. Không có là Helen chịu không có nổi, mỗi năm Helen đều gói hết á, không có ăn nhiều, đi mua ăn cho nó khỏe. Tại sao phải gói, nhưng mà điều mình muốn cho nó có cái không khí Tết á, cho nên Helen
gói bánh ít bánh tét chút thôi. Tết Helen gói bánh tét nha cô chú anh chị. À, thấy không? Có không khí Tết rồi này nha. Bây giờ Helen sẽ đi nấu. Nói chung là Tết gói bánh tét mới vui cô chú anh chị ơi. Bánh tét bánh ít nè, rồi bánh chưng nè. Nhưng mà miền Tây của Helen thì Helen gói bánh tét nha. Hai loại bánh tét chay với bánh tét chuối. Đó thì Helen còn ít cây mai nho nhỏ với lại một ít cây mai lớn. Thì cô chú anh chị muốn từ đây tới cuối tuần Helen ship overnight để thứ bảy chủ nhật mình có chưng 3 ngày Tết. Thì nhớ liên lạc cho Helen nha. Với lại trong video nào Helen cũng có nói cái số điện thoại của Helen cho tất cả cô chú anh chị biết hết. Còn nếu mà cô chú anh chị không có nghe Helen đọc cái số điện thoại á, thì bên dưới cái video Helen có để số điện thoại để cho cô chú anh chị liên lạc với Helen nha. Thật sự ra lúc nào Helen cũng đọc cái số điện thoại trong cái kênh của mình hết á. Với lại gần tới mùa xuân rồi, cũng sắp mùa hè rồi. Nếu mà cô chú anh chị nào muốn các loại cây ăn trái, bất cứ loại cây ăn trái nào thì nhớ liên lạc cho Helen. Giữa tháng 3 hoặc cuối tháng 3 là Helen có rất là nhiều loại cây ăn trái. Có ổi nữ hoàng, mật thị đào, ổi thái, ổi ruby ruột đỏ nha cô chú anh chị. Với lại Helen có chia sẻ hạt giống cho mùa xuân để cô chú anh chị gieo sớm. Là trên 100 loại hạt giống Helen đưa trên cái kênh Helen Food Garden khoảng 2 tuần nay. Cô chú anh chị vô cái kênh Helen Food Garden thì bấm Helen chia sẻ trên 100 loại hạt giống là cái tựa nó sẽ lên. Rồi cô chú anh chị muốn cái hạt nào thì nhớ order gọi cho Helen nha. Đó thì bữa nay thì Helen đã chuẩn bị rồi. Cuối tuần này là mình đón giao thừa, bước sang năm mới nha. Thì Helen một lần nữa chúc cho tất cả cô chú anh chị có một mùa xuân dồi dào sức khỏe này, vạn sự như ý nè, hạnh phúc bên gia đình nha. Rồi nhất là mấy anh chị làm ăn phát tài thì nhớ liên lạc cho Helen nha. Để mình được cây ăn trái nè, hạt giống nè, các loại cây hết.